Các bạn nhớ subscribe và bấm chuông để nhận clip mới từ Click 3 Channel nhé. Xin chào anh em và chào mừng anh em đã cùng quay trở lại với Click 3 Channel và đây là góc phụ kiện hay. Và hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái sản phẩm, đó chính là tai nghe Bluetooth đến từ nhà Samsung mà đang được mình sử dụng, và mình đánh giá rằng đây là một sản phẩm nó sẽ rất là tốt, nhất là đối với những bạn nào mà thường kiểu gọi là hay kiểu đi tập thể thao mà muốn có một chiếc tai nghe cực kỳ là gọn, thì đây sẽ là một sản phẩm mình nghĩ rằng là hết sức là đáng để có thể là mua. Và cái sản phẩm này thì hộp khá là cũ rồi, và bên trong thì cũng chỉ còn có mấy cái nút tai nghe cái thứ vân vân mà thôi. Và mình sẽ quay trở lại luôn với nhân vật chính của chúng ta, bởi vì hộp cũng chẳng có gì nhiều. Và đây chính là sản phẩm tai nghe Level U đến từ nhà Samsung, và nó không phải cái sản phẩm dòng Pro đâu. Đây các bạn có thể nhìn thấy chữ Level ở sau. Và với cái sản phẩm này thì mình đánh giá rằng nó khá là nhẹ, bởi vì đa phần những cái thành phần cấu tạo lên cái tai nghe này thì nó chỉ bao gồm là chính là cao su và nhựa mà thôi. Và các bạn có thể thấy rằng thì nó sẽ thuộc cái dạng đó chính là để đeo vào cổ, sau đó thì sẽ có hai cái tai ở đây, và chắc chắn là hai cái đầu tai này sẽ có nam châm để có thể là hút lại nhau, giữ cho các bạn lúc mà các bạn kiểu không đeo là muốn chỉ là để trên cổ đấy đó. Và cái sản phẩm này thì mình thấy rằng là nó hoàn thiện cũng khá là tốt, khi mà các bạn có thể thấy này, tất cả những cái đường này đều được làm từ cao su, nên cái việc mà sợ bị gãy các thứ hoặc là bị nhão hoặc là bị giãn khi mà các bạn đeo vào cổ, nếu như mà cổ các bạn quá to hay là như nào đó, thì sẽ không cần phải quá là lo lắng, bởi vì sản phẩm này nó mình đánh giá rất là tốt đó, các bạn nhìn thấy đây, mình có bẻ như nào nữa cũng không sao cả. Và với sản phẩm này thì chúng ta sẽ có một cái mặt sau trông nó khá là hiện đại. Mình đánh giá rằng là đây là một cái sản phẩm đeo vào thì chắc trông giống như kiểu là siêu anh hùng ấy. Hoặc là, và ở phần phía bên cạnh bên tay phải của chúng ta ở đây sẽ có, đó chính là ba cái nút rất là cơ bản rồi thôi. Đầu tiên là nút cộng này, nút trừ này, cũng như là một cái nút để chúng ta có thể là gọi là khi mà khởi động lên các bạn phải gạt cần, sau đó là bấm cái nút này lên nó sẽ lên. Và ở dưới phần này thì chúng ta sẽ có một cái cần gạt on off, đó rất là tiện. Và với sản phẩm này thì ở trên đầu tai các bạn sẽ có, đó chính là cái thể loại kiểu nút như thế này. Và cái này thì tùy các bạn thôi, nếu mà như mà các bạn nào không thích kiểu cái vòng vòng như này này thì có thể là thay một cái nút khác. Nhưng mà mình đánh giá cao cái vòng vòng như này, bởi vì khi mà các bạn đeo vào tai, cái này nó sẽ kiểu cuốn vào trong bên trong cái vành tai của các bạn, làm cho cái tai của các bạn khi mà đeo cái này vào sẽ chắc chắn hơn rất là nhiều, và nó sẽ vô cùng là tuyệt vời. Và với cái sản phẩm này thì chúng ta sẽ có mic ở cả hai bên của cái tai này. Nhiều loại tai nghe thì mình thấy rằng là mic nó chỉ có ở một bên mà thôi. Và sau đây thì mình sẽ đưa ra cho các bạn những cái nhận định về ưu cũng như là nhược điểm và đánh giá chung về cái tai nghe cũng như là về chất lượng của âm thanh trên cái tai nghe này. Và điểm cộng thì nếu chất lượng âm thanh là yếu tố hàng đầu khi mà bạn cân nhắc về cái việc đó chính là chọn lựa cho mình một chiếc tai nghe Bluetooth, thì việc đeo một cái tai nghe trong thời gian dài mà không bị khó chịu cũng không kém phần quan trọng, thì tai nghe Bluetooth của Samsung Level U đạt được cả hai cái tiêu chí đó, và cảm giác vô cùng thoải mái khi mà đeo cũng như là âm thanh chất lượng. Có thời lượng pin thì rất là tốt này, mình phải nói là mình đánh giá rất là cao và có thể lên đến là 11 giờ, và Level U trông như là một chiếc vòng đeo cổ, nó rất là gọn, nhẹ cũng như là thời trang. Và ngoài ra thì chiếc tai nghe có chức năng báo rung khi mà có cuộc gọi đến, và các vị trí các phím điều khiển nằm ở vị trí nó rất là thuận tiện. Và với sản phẩm này thì mình đánh giá rằng cái cách âm của nó làm không tốt, và cách âm không tốt lại là một điểm cộng, bởi vì đây là một sản phẩm mình đánh giá rằng rất phù hợp cho những bạn mà chơi thể thao, và chắc chắn là không bạn nào mà đã muốn kiểu chơi thể thao mà tự dưng đang chạy bộ ngoài đường mà lại không nghe được tiếng còi xe các thứ vân vân, thì mình đánh giá rằng đây cũng là một điều chúng ta cũng có thể là hiểu cho Samsung, và họ có lẽ là họ đã cố tình làm như vậy. Và về cái điểm trừ ở trên sản phẩm này thì do từ cái thiết kế mở của đệm mà tai ear tips thì nên người dùng vẫn có thể là nghe được tiếng ồn xung quanh. Đó thì như mình đã nói trên, đó chính là cách âm nó không thực sự là tốt. Nhưng mà cái này chúng ta tùy vào nhu cầu, ví dụ các bạn chơi thể thao thì cái này cũng mình nghĩ là nó phù hợp. Và khi tăng âm lượng cao thì âm thanh dễ nhòe cũng như là hòa quyện không tốt. Và cuối cùng thì Level U không có tính năng, đó chính là chống thấm mồ hôi, và tính năng này cần thiết cho những người mà chơi thể thao. Cũng khá là khập khiễng khi mà nó không cách âm tốt nhưng mà lại cũng không chống được cái mồ hôi. Thì cái điều này mình đánh giá rằng đây là một điểm trừ ở trên sản phẩm lượng, đó chính là Level U. Và đánh giá chung lại thì nếu bạn là một người không quá kén chọn về âm thanh thì với trọng lượng nhẹ này, cảm giác thoải mái khi đeo và thiết kế đẹp thì Samsung Level U là một sự lựa chọn cực kỳ là tốt, và với thời lượng pin của em nó thì mình cũng chẳng có gì để có thể là bàn cãi cả. Và với cái mức giá chỉ rơi vào khoảng tầm gần 1 triệu cho đến 1 triệu đồng thôi
thì mình đánh giá đây cũng là một sản phẩm tai nghe Bluetooth hết sức là đẹp mắt cũng như là chất lượng. Và các bạn nghĩ sao, cũng như là các bạn muốn mình đánh giá thêm về sản phẩm nào thì hãy comment ở phía bên dưới, mình sẽ cố gắng để có thể là đi mượn để đánh giá cho các bạn. Và bài chia tay của mình đến đây xin được kết thúc, và xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các video lần sau.